bạn đã đến với Tech Mắt. Những bạn đang xem video này, các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Tech Mắt nha. Vì sao nói năm 2020 là một năm tất tay của Apple với Android? Năm 2019 vừa qua thì có thể thấy là Apple đã rất thành công với thế hệ iPhone 11 khi mà mang đến cho công ty doanh số khổng lồ cùng với một vị thế không thể nào chối cãi được về một vị vua ở phân khúc điện thoại cao cấp. Tuy nhiên thì Apple ở hiện tại đã khác. Không còn là một công ty chỉ biết ăn ngủ trên thực địa của mình nữa. Lý do là bởi vì các thông tin mới nhất đã cho thấy rằng táo khuyết đang sẵn sàng mài dao sàn sạt để tuyên chiến thực sự với đối thủ truyền kiếp của mình, tức là binh đoàn Android, bằng những thế mạnh mà những kẻ thù không thể nào sao chép được, cùng với đó là khoản giá của điện thoại đóng mát táo khuyết trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Một số thông tin gần đây cho thấy Apple có thể ra 4 phiên bản iPhone với cấu hình và giá bán khác nhau trong năm 2020. Theo như các phân tích từ nhiều chuyên gia lẫn các công ty thống kê uy tín thì điều này sẽ giúp công ty Mỹ tối đa hóa doanh thu cũng như là lợi nhuận tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Cụ thể thì mở màn của năm 2020 sẽ là sự ra mắt của những chiếc iPhone 9 hay còn được biết đến như là iPhone SE2 đã được đồn đoán trong suốt một thời gian dài vừa qua và nhận được nhiều sự chú ý khổng lồ từ người dùng. iPhone 9 sẽ là phiên bản kế thừa của iPhone SE, dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 3 năm 2020 với ngoại hình là ngoại hình của một chiếc iPhone 8 nhưng có cấu hình sẽ mạnh mẽ hơn. Máy sẽ có màn hình là 4,7 inch, phần cứng của iPhone 10S và hỗ trợ iOS mới nhất với khoản giá là $399. Sản phẩm được đánh giá là phù hợp với những ai bắt đầu tiếp xúc với hệ sinh thái của Apple, muốn có một thiết bị nhỏ gọn mà giá cả thì lại phải chăng, nhưng mà vẫn đáp ứng đủ các nhu cầu về tính năng, vẫn được hỗ trợ phần mềm lâu dài. Bên cạnh đó thì máy còn mang tới lợi nhuận lâu dài cho Apple thông qua những dịch vụ đi kèm, chẳng hạn như là Apple TV Plus hoặc là Apple News. Tiếp theo iPhone 9 thì tất nhiên là sự kiện vào tháng 9, nơi mà Apple ra mắt trả sản phẩm chiến lược nhất của họ trong năm. Thế hệ iPhone mới được cho là có tên iPhone 12 với rất nhiều những mẫu mã khác nhau, bao gồm một chiếc iPhone 12 sẽ là mẫu iPhone tiêu chuẩn với mức giá tầm trung và là người kế thừa về mặt tinh thần của chiếc iPhone 11 cực kỳ thành công trong thời gian gần đây. Khác với kích thước 6.1 inch của iPhone 11 thì iPhone 12 được cho là sẽ chỉ có một màn hình vỏn vẹn là 5,4 inch, đánh dấu sự khởi đầu của một phân khúc iPhone hoàn toàn mới. Bên cạnh đó thì máy cũng có camera kép, mạng 5G và pin sẽ lớn hơn, ba nâng cấp chính phù hợp hơn cho đại đa số những người dùng trong năm 2020. Nếu như các thông tin trên là chính xác thì iPhone 12 sẽ là bản nâng cấp hoàn hảo dành cho những người dùng iPhone 6, 7, 8 hoặc là iPhone 5 hay là iPhone SE. Bên cạnh đó thì với mức giá sẽ đâu đó vào khoảng là $649 cũng giúp cho thiết bị này dễ dàng tiếp cận hơn. Tiếp theo iPhone 12 sẽ là một chiếc iPhone 12 Plus được coi là người kế thừa trực tiếp của iPhone 11 bởi vì màn hình của nó sẽ có kích thước là 6.1 inch giống với iPhone 11, nhưng mà tấm nền sẽ được nâng cấp lên công nghệ OLED thay vì là LCD như hiện tại. Và Apple cũng hướng sản phẩm của mình tới những ai cần màn hình lớn hơn, nhiều tính năng hơn nhưng mà không muốn phải chi ra lên tới $1,000. Mức giá của iPhone 12 Plus sẽ được cho là vào khoảng $800, tức là ngang với mức giá khởi điểm của những chiếc iPhone 8 Plus cách đây 2 năm. Và thực tế thì cho thấy iPhone 8 Plus cũng là một trong những chiếc điện thoại bán chạy bậc nhất của Apple vào đầu năm 2018, nên mức giá của iPhone 12 Plus sẽ được kỳ vọng kế thừa thành công của iPhone 8 Plus với nhiều những lợi thế đi kèm như là thiết kế tiên tiến hơn, camera mạnh mẽ như là iPhone 11 Pro cùng với công nghệ 5G được hỗ trợ. Và sau iPhone 12 và iPhone 12 Plus sẽ là một bộ đôi iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max để định hướng đến những người dùng ở phân khúc cao cấp. Và đây cũng sẽ là những thiết bị kế thừa xứng đáng cho iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max ở hiện tại. Những nâng cấp đáng chú ý của thế hệ iPhone Pro tiếp theo sẽ tiếp tục nằm ở phần camera. Tin đồn gần đây nhất thì cho biết iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max sẽ có hệ thống camera được nâng cấp lên 4 ống kính với tùy chọn chụp tiêu chuẩn, chụp góc rộng và tele đi kèm với hệ thống camera COF 3D kết hợp với cảm biến hồng ngoại nhằm giúp chụp ảnh chân dung xóa phông tốt hơn cũng như là hỗ trợ trải nghiệm các nội dung thực tế tăng cường AR. Và iPhone 12 Pro sẽ được dự đoán có màn hình 6.1 inch thay vì là 5.8 inch và hướng tới những ai đang dùng iPhone 10 nè, iPhone 10S muốn nâng cấp lên. Trong khi đó thì iPhone 12 Pro Max sẽ được trang bị một màn hình có kích thước lên tới là 6.7 inch, phù hợp với người dùng thích màn hình lớn, hướng đến những khách hàng nâng cấp từ iPhone 10S Max, iPhone 11 Pro Max hoặc là đối thủ Android màn hình lớn như là Samsung, Huawei hay là Oppo v.v. Có một điểm nổi bật đó chính là mức giá của bộ đôi iPhone Pro mới sẽ không thay đổi, dù cho chi phí sẽ
sản xuất được tăng lên so với hiện tại do tích hợp nhiều công nghệ mới hơn, tức là iPhone 12 Pro vẫn sẽ có mức giá từ $999 và iPhone 12 Pro Max sẽ có mức giá từ $1,099. Rõ ràng thì Apple đang tiếp tục lắng nghe người dùng của mình nhiều hơn, dù rằng điều đó có thể khiến cho biên độ lợi nhuận của họ bị ảnh hưởng. Nói tóm lại thì năm 2020 sẽ thực sự là một năm cực kỳ đáng chờ đợi của những chiếc điện thoại Apple, bởi vì những chiếc iPhone mới sẽ được coi là những bước tiến vượt trội hơn về mặt công nghệ nhằm thỏa lấp đi những điểm yếu của những chiếc iPhone 11 so với các đối thủ Android ở hiện tại, đặc biệt đó là về mặt 5G. Bên cạnh đó, điều này cũng sẽ hứa hẹn phản ánh xem rằng liệu thực sự người dùng có đang tạm ngừng mua iPhone 11 để chờ đợi iPhone 12 với 5G hoặc là iPhone 9 với mức giá rẻ hơn nhiều phân khúc ở thời điểm hiện nay hay không. Nếu đúng thì chắc chắn đó sẽ là một năm bội thu về mặt doanh số, thể hiện sự áp đảo hoàn toàn về sức nặng của thương hiệu Apple so với bất kỳ một tên tuổi nào khác. Hãy thử chờ xem như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tech Mắt, và nếu những bạn nào quan tâm tới những chiếc điện thoại iPhone hoặc là những sản phẩm của Apple, các bạn có thể tham khảo tại Di Động Việt, đường link mình để dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.